Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay thì mình sẽ nấu món bò kho. Món bò kho vừa thơm ngon vừa đậm đà, ai ai cũng yêu thích. Cách nấu thì vô cùng đơn giản, dễ dàng thành công lắm đó. Và đặc biệt cái món bò kho này chấm cùng với bánh mì ăn sáng thì ngon khỏi nói luôn đó các bạn ơi. Và để nấu cái món này thì ở đây mình có chuẩn bị 1 kg thịt bò. Và thịt bò thì các bạn nên chọn những loại thịt mà vừa nạc vừa gân như thế này nè, rồi có hơi mỡ mỡ nữa thì khi kho ra cái miếng bò kho nó sẽ ngon hơn đó. Và mình dùng 400g củ cải cà rốt, 100g củ hành tây, 100g gừng, 100g sả cây. Và đây là rau mà mình dùng để ăn kèm đó, là rau húng quế và rau ngò gai. Phần củ hành tím thì mình dùng khoảng 50g và 50g tỏi. Và tắc á, thì mình dùng để mình nặn vào trong muối ớt á các bạn khi ăn á, hoặc là các bạn có thể dùng chanh cũng được. Và mình dùng 2 trái ớt sừng. Ớt sừng ở đây thì nó không có cay nha các bạn. Còn bạn nào mà mình thích ăn cay, các bạn có thể dùng ớt hiểm cũng được. Phần nước thì mình sẽ dùng 1 lít và 400ml nước dừa tươi. Ở đây mình kho mình cho thêm nước dừa để cho vị ngọt nó được thanh hơn. Các bạn nào không có nước dừa mình không dùng cũng được nhé, thì mình thay thế bằng nước lọc. Và đây là rượu mai quế lộ, mình sẽ dùng 2 muỗng canh. Rượu mai quế lộ thì các bạn có thể tìm mua ở những tiệm thuốc bắc nhé. Và rượu trắng thì mình sẽ dùng khoảng 3 muỗng canh. Phần rượu trắng này mình dùng để rửa thịt bò đó các bạn, để cho nó bớt đi cái mùi tanh đó. Và đây là cái phần gia vị để nấu bò kho. Phần gia vị này thì mình sẽ dùng 2 muỗng canh. Gia vị này thì các bạn có thể tìm mua ở những chỗ mà người ta bán thịt bò luôn á. Người ta có bán gia vị bò kho này rất là ngon và rất là thơm luôn. Hoặc mình dùng gói gia vị bò kho nêm sẵn có bán trong siêu thị cũng được nhé. Phần tương ớt thì mình sẽ dùng 2 muỗng canh. Và đây là quế khâu và hoa hồi. Cái này thì các bạn có thể tìm mua ở trong tiệm thuốc bắc nhé. Và mình chỉ dùng một ít như vậy là được rồi. Đường phèn thì mình sẽ dùng 2 muỗng canh và 1 muỗng canh hạt nêm. Nước tương thì mình sẽ dùng 3 muỗng canh và nửa muỗng canh muối. Đầu tiên mình sẽ xắt phần gừng này nhé. Mình xắt khoảng 5-6 lát là được. Sau đó mình xắt thành sợi, rồi băm cho gừng nhuyễn ra. Phần gừng này mình băm nhuyễn xong thì mình sẽ để qua một bên. Còn cái phần gừng còn lại này thì mình sẽ đập dập. Các bạn cắt khúc ra như thế này nè, để mình đập cho nó dễ nhé. Và cái phần gừng đập dập này thì mình sẽ chia ra thành hai phần bằng nhau. Một nửa này thì chút nữa mình kho mình sẽ cho vào. Còn một nửa này thì chút nữa mình sẽ rửa với thịt bò nhé. Đây là phần củ tỏi, mình băm nhuyễn ra nha các bạn. Tương tự mình sẽ băm phần củ hành tím và ớt luôn. Đến phần sả cây thì mình sẽ đập dập. Phần sả mình đã đập dập xong rồi. Mình sẽ lấy một cây sả, sau đó mình sẽ băm nhuyễn. Và cái phần sả đập dập này thì mình sẽ cắt ra làm hai. Và đây là cái phần sả tỏi hành tím mình đã sơ chế xong hết rồi. Bây giờ mình sẽ đi rửa thịt bò nhé. Mình sẽ cho thịt bò vào trong một cái thau. Tiếp theo là mình sẽ cho phần gừng đập dập vào. Và mình sẽ cho rượu trắng vào luôn nhé. Sau đó mình sẽ trộn đều lên. Các bạn trộn đều khoảng 5 phút. Ở đây mình rửa với gừng và rượu như thế này để cho phần thịt của mình nó bớt đi cái mùi tanh. Và miếng thịt của mình khi ăn nó sẽ thơm và ngon hơn. Sau đó mình sẽ rửa sạch thịt bò lại với nước lạnh nhé. Rửa sạch xong thì các bạn để cho thật là ráo nước. Đây, thịt mình rửa sạch xong rồi các bạn. Mình để vô cái rổ tre như thế này để cho nó rõ nước. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cắt thịt ra.
Mình sẽ cắt thịt thành những cái cục vuông vuông. Mình cắt vừa ăn thôi nha, đừng cắt to quá và cũng đừng nhỏ quá. Đây các bạn, cắt như thế này là được rồi. Khi mình kho thì nó sẽ săn lại nữa. Đây các bạn nhìn nè, những cái xớ thịt nhìn rất là ngon luôn. Thịt bò này á, để chọn thịt bò cho ngon các bạn nên đi chợ sớm để mình có thể mua được những miếng thịt bò ngon và tươi. Bạn nào mà thích ăn gân nhiều á, các bạn có thể mua thêm gân để mình cho vào thêm nhé. Phần quế khâu và ho hò thì mình sẽ cho vào trong chảo để mình rang. Mình rang như vậy để cho nó thơm hơn. Mình chỉ cần rang khoảng 3 phút là được rồi. Cái hoa hồi của mình á các bạn, nó bị gãy mấy cái cánh hoa ra rồi. Sau khi mình rang cho nó thơm xong á thì mình sẽ đổ ra ngoài cái chén. Bây giờ thì mình sẽ cho vào trong chảo một ít dầu ăn. Rồi cái phần sả, hành tím, tỏi, gừng và ớt này thì mình sẽ cho một nửa vào trong chảo nha. Mình sẽ phi lên cho nó thật là vàng thơm. Cái phần này thì mình sẽ dùng để ướp thịt bò. Rồi mình phi cho vàng thơm như thế này là được rồi. Giờ mình sẽ tắt bếp. Thịt bò sắp xong thì mình cho ra ngoài một cái thau. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ướp thịt nhé. Đây mình sẽ cho phần tỏi, ớt, hành tím, gừng và sả mà mình đã phi vàng vào trong cái thau này nhé. Mình phi vàng lên như thế này nè các bạn. Khi mà mình ướp vào thì miếng thịt của mình sẽ rất là thơm. Rồi mình sẽ cho vào đây hết cái phần muối. Và mình sẽ cho hết phần đường phèn vào luôn. Cho hết nước tương vào. Tiếp theo là mình sẽ cho hạt nêm vào. Và mình sẽ cho phần tương ớt này vào luôn nhé. Và cái phần gia vị bò kho này mình cũng cho hết vào luôn. Và mình sẽ đeo bao tay vào và mình trộn cho nó thật là đều. Wow, các bạn thấy nè, cái phần gia vị bò kho đó, nó có cái màu rất là đẹp luôn. Khi mình ướp vào miếng thịt, nhìn cái màu nó vàng vàng. Và phần thịt bò thì mình cũng đã ướp xong rồi nè các bạn. Wow, nhìn cái màu rất là đẹp luôn á. Và cực kỳ thơm luôn. Sau đó mình sẽ dùng nắp đậy lại. Mình sẽ ướp trong vòng 2 tiếng nhé. Hoặc là các bạn có thể ướp lâu hơn cũng được, để cho cái phần thịt này nó thấm gia vị. Thịt bò thì mình cũng đã ướp xong rồi đấy các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi kho nhé. Mình sẽ cho vào trong nồi một ít dầu ăn. Và cho cái phần sả, hành tím, tỏi, gừng và ớt vào. Cái phần khi nãy mình chừa đó các bạn. Và mình sẽ cho cái phần sả đập dập vào luôn. Và mình sẽ xào đều lên. Mình xào cho nó thơm lên rồi mình sẽ cho thịt bò vào. À, bây giờ mình đổ thịt bò vào được rồi đó. Phần thịt bò này thì mình sẽ xào cho nó thật là săn. Các bạn xào khoảng 10 phút nhé. Và khi xào thì mình sẽ để lửa lớn. Phần thịt mình xào cũng đã săn lại rồi, bây giờ thì mình sẽ đổ nước dừa vào. Mình cho nước dừa vào trước nha các bạn, để cho nó ngọt thịt hơn đó. Tiếp theo là mình sẽ cho vào 1 lít nước. Mình nấu bò kho thì các bạn nên cho nhiều nước lúc ban đầu, để khi mình kho thì nước nó sẽ rút xuống bớt nè. Mình sẽ đậy nắp lại và đợi cho cái phần nước này sôi lên. Và phần nước bò kho cũng đã sôi lên rồi, giờ mình dỡ nắp ra. Sau đó mình sẽ hạ lửa nhỏ xuống, rồi hớt bỏ cái phần bọt này đi. Bây giờ thì mình sẽ cho cái phần hoa hồi và quế khâu vào. Mình cho cái phần gừng đập dập khi nãy mình chừa lại vào luôn. Tiếp theo là mình sẽ cho cái phần ruộng mai quế lộ vào. Sau đó mình khuấy nhẹ lên. Rượu mai quế lộ sẽ giúp cho cái món bò kho của mình nó có cái mùi thơm rất là đặc trưng. Và mùi thơm nó sẽ đậm đà hơn.
Thường thì các bạn nấu theo cách đơn giản á, mình không cần rượu maguilo cũng được nhé. Nhưng mà có thì sẽ thơm hơn. Bây giờ thì mình sẽ kho với lửa nhỏ và đậy nắp kín lại. Kho với lửa nhỏ sẽ giúp cho miếng thịt của mình nó mau mềm hơn và nó không có bị mất quá nhiều nước nữa. Và mình sẽ kho trong vòng 1 tiếng nhé, kho đến khi nào mà các bạn thấy phần thịt của mình nó chín mềm hết là được. Và trong lúc mà mình hầm cho thịt bò mềm á, bây giờ mình sẽ gọt phần củ cải cà rốt. Phần củ cải thì mình tỉa thành cái hình cánh hoa như thế này nè. Bây giờ để mình tỉa cho các bạn cùng xem nha. Đây, mình sẽ dùng một cái con dao nhỏ và mũi phải nhọn như thế này. Mình cắt vào trong cái củ cải. Đây, mình dùng cái đầu này trước đi. Các bạn cắt xéo như thế này. Và cái khoảng cách từ ở dưới củ cải lên đến cái con dao này là khoảng 0.5cm. Và các bạn cắt sâu vào, rồi mình cắt xéo lại. Giống như là cắt cái hình chữ dấu ô vậy đó. Đây, các bạn nhìn nè. Rồi mình cắt lên, cắt xuống, cắt như vậy cho đến khi nào mà nó đến cái mối nối này nhé. Những bạn nam mình không có cắt được như vậy thì các bạn có thể cắt thành hình vuông vuông vừa ăn cũng được nhé. Các bạn phải cắt sâu vào thì chút nữa nó mới đứt ra. Thì các bạn tách ra thì nó được cái hình cánh hoa như thế này. Và cái đầu này thì mình sẽ cắt ngang. Rồi tương tự thì mình sẽ làm cho đến hết cái củ cải này. Đến củ hành tây thì mình sẽ sắc vài khoanh nha các bạn. Để chút nữa mình trang trí cho đẹp đó. Mình sắc khoảng 3 lát như thế này là được rồi. Và phần còn lại thì mình sẽ sắc muối cao. Phần thịt mình hầm nãy giờ nó cũng đã chín mềm rồi. Đây, để mình vớt thử một miếng thịt. Rồi mình vẽ cho các bạn xem cái độ mềm của thịt nè. Rất là mềm luôn á, mình chỉ cần vẽ nhẹ thôi là miếng thịt nó đã rời ra nè. Thịt mình hầm phải mềm như vậy để mình ăn nó mới ngon nha. Chứ để nó còn cứng quá mình ăn nó rất là dai. Bây giờ thì mình sẽ cho phần củ cải cà rốt vào. Các bạn dàn cho nó đều đều ra như thế này. Bạn nào thích ăn củ cải cà rốt nhiều thì mình có thể cho thêm. Rồi mình đậy nắp lại. Và mình nấu thêm 10 phút nữa để cho cái phần củ cải cà rốt này nó chín. Phần củ cải thì mình cũng đã hầm cho nó chín mềm xong rồi. Và lúc này thì các bạn có thể nêm nếm lại cho hợp khẩu vị ăn nha. Sau đó mình sẽ cho cái phần hành tây vào nữa là xong. Cho hành tây vào thì mình tắt bếp luôn. Hành tây này các bạn không nên nấu lâu quá nhé. Như vậy nó sẽ mất đi cái độ giòn đó. Bây giờ thì mình chỉ việc múc ra ngoài tô và thưởng thức thôi. Các bạn nhìn cái nồi bò kho của mình nè. Rất là hấp dẫn luôn á. Và mùi thì cực kỳ thơm luôn. Mình sẽ trang trí lên thêm vài cái cọng rau húng quế nữa nè. Mình có chuẩn bị thêm một chén muối ớt, cho vào một ít tắc nữa cho nó chua chua cay cay. Và ăn bò kho với bánh mì thì hết sảy luôn các bạn ơi. Ở đây mình có nguyên một rổ bánh mì luôn nè. Ăn thì mình sẽ múc ra ngoài chén nha. Các bạn nhìn cái miếng thịt nè. Khi mà mình kho với lại nước dừa đó thì nó có cái màu đỏ của nước dừa nè. Miếng thịt nhìn nó rất là ngon luôn. À, bây giờ mình sẽ ăn với bánh mì. Để mình ăn thử cái phần thịt bò này nhé. Chấm với lại một miếng muối ớt chanh. Thịt bò cực kỳ mềm luôn các bạn.
Khi mà mình cho vào trong miệng á, thì nó tan ra trong miệng luôn vậy đó. Và nó rất là thơm luôn. Bò kho mà mình hầm thịt mềm như thế này nè các bạn, thì ăn nó mềm nè, lại dễ ăn nữa. Mình chấm với lại muối ớt, cay cay, chua chua, mặn mặn nè. Cái phần nước này các bạn rất là vừa ăn và rất là đậm đà luôn. Nó với nước dừa cho nên là vị ngọt nó vừa thanh nè, rồi có vị hơi cay nhẹ nhẹ nữa. Củ cải này mình hầm nó cũng mềm lắm á các bạn, nhưng mà nó mềm vừa tới thôi, không có mềm rục quá. Như vậy thì nó mới ngon. Món bò kho vừa thơm ngon, bổ dưỡng và dễ làm. Các bạn hãy thử nấu cho gia đình mình cùng nhau thưởng thức đi nha. Và các bạn ơi, video nấu món bò kho của mình đến đây cũng hết rồi. Mình chúc cho các bạn làm thành công nè, rồi ăn ngon miệng nữa nha. Và nếu các bạn mà có yêu thích cái món bò kho của mình á, thì hãy nhớ like nè, rồi chia sẻ cho bạn bè cùng xem nữa nha. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình. Bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!